Hôm nay chúng ta sẽ xuống khu du lịch Bãi Dài nha. Ở đây là khu Chí Linh nè, đẹp lắm, xanh ngắt luôn. Rất là trong xanh, mây rất là đẹp. Đây mây kìa. Nắng quá nên mình bịt khẩu trang lại nha mọi người, để đen hết. Xem một điều vô cùng đau lòng của biển Khánh Hòa của mình hôm nay. Biển thì vẫn rất là sạch, vẫn là trong xanh. Nhưng mà một sự đau lòng là khách du lịch tới đây ăn uống, rồi các bạn xem vỏ chai bia, những ly nước làm cho dơ hết cả bờ biển của mình. Các bạn nhìn nè. Nên là mình có một cái yêu cầu nhỏ khi mà làm cái clip này, đó là ban quản lý cần phải phạt thật nặng những khách du lịch tới ăn uống và xả rác. Đây, biển nhất. Chúng ta cần bảo vệ môi trường. Cần bảo vệ môi trường, không phải bảo vệ môi trường bằng lời nói suông mà cần hành động. Để mình đi xem thử coi dọc cái bờ biển này là có được cái sọt rác để đựng rác không nha. Mà nói là mình đi cũng một đoạn khá xa rồi, mà mình phóng cái tầm mắt xa xa mình cũng chưa thấy được cái thùng rác hay cái sọt rác nó nằm ở phía nào. Bây giờ mình đi tiếp thêm một đoạn nữa. Đây đang là mùa hè cho nên mình thấy là cha mẹ đưa con cái đến đây rất là đông. Mình phát hiện ra một điều thú vị, đó là xe cà rem chứ không phải là xe bán kem nha. Cà rem
có cái chuông lắc lắc như thế này. Để mình tới mình mua thử một cây và mình ăn thử coi cái khẩu vị mùi vị có như ngày xưa. Rồi cho một miếng sữa đặc lên, rất là hấp dẫn. Nhưng mà cháu thấy nó còn thiếu một chút, đó là dừa nạo. Dừa nạo đó là kỳ chỉ. Dừa nạo là cái kem cũng có dừa mà trong này làm hết rồi. Dạ, bao nhiêu một cây chú? 10.000. Đây, 10.000. Nhưng mà mình thử coi có mùi vị ngày xưa không. Ôi nó chảy rồi, nắng quá nên nó chảy. Gió nó chảy rồi. Dạ, để mình thử nha. Được, ủng hộ dùm cho anh nha. Dạ. Được không? Ngon lắm. Dạ ngon. Bán hàng rất là ngon. Dạ. Bà Kim làm bánh, làm bánh đổ luôn. À bánh cũng của chú làm. Tự làm. Kem cũng làm luôn. Dạ chú cho hỏi là chú thứ mấy rồi? Thứ hai. Chú tên gì ạ? Dạ. Đây là chú Hai Danh. Thường ngày thì chú bán kem ở trường học. Nhưng mà hôm nay là nghỉ hè nên chú đi dọc bờ biển để bán. Thật ra bánh này cũng do chú làm. Kem cũng do chú làm. Giờ chú tự bán. Chú bán được mấy bao nhiêu năm rồi? Mấy chục năm rồi. 30-40 năm hay không? 30-40 năm. Giờ cái nghề này là ông nội rồi. Rất là thú vị các bạn. Hôm nay mình được đi và được trải nghiệm một điều hết sức là thú vị. Đó là được ăn kem. Đúng là kem gia truyền nha. Chứ không phải là phở gia truyền bậy bạ của Hà Nội đâu. Đây, đúng là kem gia truyền. Bánh này thì bánh mới ngon nữa rồi. Cái ngon lắm thì bánh ngon, bánh từ đổ. Bánh ngon thơm. Hay lắm. Nãy giờ kem nha. Các bạn thấy nè, gió biển và nắng làm cho kem nó chảy. Nhưng mà khi mình cắn vô miếng bánh á, nó vẫn còn giòn, vẫn rất giòn, thơm dừa cực kỳ. Tùy theo người bán đó. Còn bánh kia nó lấy lại sao? Nó dài nhất ăn chủ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nó dài nhất chục. Còn cái này trộn giòn. Đúng là hôm nay là một ngày trải nghiệm thú vị nhất của mình, là được ăn đúng hàng của này, gọi là gia truyền, là của nhà làm luôn. Nhà làm luôn. Cảm ơn. Dạ. Và mình tiếp tục ủng hộ chú thêm một cây nữa. Rồi không sao rồi, cứ tự nhiên. Để đi con ăn xong con. Rồi. Con ra tiền. Rồi không sao hết rồi. Xin số điện thoại của chú và mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết khi nào các bạn đi đến Nha Trang. Mà bán đây hầu giờ không bán được nha. Là chú sẽ
các bạn sẽ ủng hộ chú. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các bạn sẽ nghe xa xa cái tiếng chuông này nè. Đó, đó, tiếng chuông này là chú nha. Rồi, cho phép lên hình chú nha. Rồi, đây. Ok rồi. Đây là chú. Đó. Rồi cái nữa. Chú dành. Nếu các bạn không thấy chú, có thể alo cho chú trực tiếp. Trực tiếp. Chú sẽ ngày đem nào đi chơi, tới. Ngày nào đi chơi rồi á, là bao nhiêu rồi chú sẵn sàng. Chú không có từ chối. Đó. Nếu các bạn đi theo đoàn. Các bạn có thể alo cho chú trước. Giờ chú sẽ làm kem thật nhiều đem tới cho các bạn luôn. Rồi. Tại vì cái này là do chú làm. Đúng ngon rồi. Lắm. Đậu phộng tự rang luôn. Rang ngày nào bán ngày đó luôn. Bạn bánh ngon có thơm. Không, cháu ăn được xuống tới đây rồi. Đây, các bạn coi nè, kem nó chảy ướt hết bánh mà bánh vẫn giòn, rồi. Thơm. Thưởng thức nữa, dịp sau đó phải là lấy tiền được rồi, ngày sau là không ăn được rồi, khác được rồi. Phải không em? Dạ. Giờ sao ta? Anh có thể nào mình đặt kem chú để bỏ tủ lạnh và đem về nhà ăn không ta? Thôi đỡ gì khác đi. Bây giờ không có thời gian làm được. Đấy là cái điểm. Ngày mai cháu mới về. Ngày mai ở đâu? Đây là thơm ngon nến giọt cuối cùng nha các bạn. Đây. Đó. Bánh ăn xong kem mà vẫn giòn lắm. Đó, chú nhiệt tình lắm. Ăn xong tay dơ, có khăn ướt để làm tay. Số điện thoại của anh là để cháu ghi cho có mình đi chơi lúc nào mình cũng có sẵn giấy này mình cũng có cuốn sổ, nhưng cuốn sổ mình để trong ba lô rồi. Đây là giấy mình hay bỏ trong cái giỏ nhỏ như thế này và một cây bút luôn luôn chè chè theo mình. Ở Cam Đức. Thị trấn Cam Đức. Dạ. 09. À 03. À 03. Chú là 03. 03. 03 405. 405 316. 316. Ôi chết rồi, lộn rồi. À chết rồi, lộn rồi. 0342. 03 à 0342 rồi. 405. Ai à, vậy thôi mình gạch, xin lỗi gạch. mình sẽ ghi lại 0342 405 316 dừa gì số 2 4 6 8 10 số rồi chú. Rồi bây giờ mình sẽ xác nhận lại, sợ là chú lại đọc nhầm số, mình sẽ gọi lại thử cho chú coi có chuông không nha. Bốn không năm một sáu không ba bốn hai bốn không năm một sáu xong.
3, 4, 5, 6, 8, 10. Ok, đó vô ha. Rồi. 3, 4, 6. Rồi. Rồi. À. Thì chưa mới chưa được. Rồi, cảm ơn chú. Giờ cháu sẽ xin phép cho đi. Ồ chú có nhìn thấy là dọc bờ biển mình nó có để mấy cái thùng rác để đựng rác thải không chú? À, chú xác nhận là xung quanh ở bờ biển mình có thùng rác để rác thải. Không, à, bây giờ chú xác nhận là chỗ này nè. Là thùng rác này sẽ trong quán thôi. À, thùng rác là trong quán. Trong quán thôi. Ngoài ra cũng có cái khi từ khu vực là dù là có những cái đồ như là bảo vệ này nọ là nó tự động nó đi gom rồi có thùng rác rồi nó tùy theo đó. À. Ở đây thì không có mình ở dưới kia thì có thùng rác đó, nó cứ đỡ thùng rác cái này đó thì phải sao vậy. Có một điều là mình yêu cầu là của ban quản lý khu vực biển của mình là đặt thêm thùng rác để rác thải, chứ mình thấy là thùng rác nếu mà ít quá thì cái khách du lịch thì họ sẽ có cái thái độ đó là lười biếng đi xa để bỏ rác, còn trong quán thì vẫn có thùng rác. Nhưng mình không hiểu tại sao là khi mà khách tới ăn thì rác thải ở dọc bờ biển mình rất là nhiều. Đúng rồi. Như thế thì đúng là đau lòng cho bờ biển Việt Nam. Bây giờ là theo anh nói với chị nha. Nếu là người mà ý thức thì nó khác, mà người không ý thức thì sao? Là sao? Cái bờ biển là sao? Là cái môi trường là nó thanh sạch để bảo vệ là tất cả con người đất thiên nhiên đến nó vui vẻ hơn. Và đôi lúc nhiều cái tư tưởng mà thấy môi trường mà thấy ô nhiễm này là bảo đảm là không có cái đời khách tới thì đâu mà phải giữ vệ sinh môi trường đó. Nếu mà tư tưởng cá nhân phải không? Em hát rồi. Đây là ý kiến cá nhân của chú. Mỗi người có ý ý thức của tất cả chúng ta. Đúng rồi. Và bây giờ đó, theo mình thấy á, là trẻ em bây giờ được học ở trong trường á, là rất là nghe lời thầy cô giáo. Đúng rồi. Và chúng cũng biết giữ vệ sinh môi trường rồi, lắm rồi. Nhưng mà cái thực tế mình được nhìn thấy đó là thậm chí cha mẹ lại không có hướng cho con mình cái hướng dẫn là tiếp theo. Cho nên là khi học thực tế ở trong trường nhưng mà về nhà thì cái thực tế khi các cháu đi du lịch thì cha mẹ lại không kèm cặp vấn đề đó. Cho nên là cái những cái xả rác thải này là lon bia để mình nhìn thấy đó là do người lớn chứ không phải là trẻ em nữa. Cho nên là người lớn là phải có hướng dẫn. Cái hướng dẫn là một, mà cái thực tế nữa đó là mình phải làm gương cho lớp trẻ sau này. Cho lớp trẻ sau này là nó vươn lên. Rồi con chào chú. Xin chào tất cả rồi. Rồi bây giờ mình thôi, bây giờ chú nói là ở phía xa kia là có thùng rác rồi và sẽ có bảo vệ của bảo vệ riêng của vùng biển này đi gom rác và bỏ vào đó. Thì tại sao chúng ta không tự tay mình bỏ vào rác để không phải là thêm một cái công sức của một người bảo vệ mà đi dọc cái bờ biển này thì rất là cực. Bây giờ chào mọi người và mình rời khỏi cái vùng biển ở đây, mình sẽ đi tiếp tục đi vào một cái nơi khác nữa nha.